Hello, hello, xin chào anh em. Vâng, mình đang có những chiếc iPhone 11 Pro ở đây nha. 11 Pro ấy, đó anh em có thể nhìn thấy nhỏ nhỏ xinh xinh không? Và có 3 camera này. Đây là những chiếc 11 Pro mà bên mình đang bán hàng lướt, hàng mà còn bảo hành trên hệ thống ấy. Bởi vì là thực ra những sản phẩm này ra chưa được 1 năm, gần 1 năm thôi, còn khoảng mười mấy ngày nữa được 1 năm. Thế nên là nó hàng lướt nó có nhiều rồi, còn bảo hành hệ thống đúng không? Nhưng mà chính vì cái vấn đề ra gần 1 năm rồi, thế nên là cái trường hợp mà có máy thay lưng này, có máy sửa chữa này, hay là nói thẳng ra có những máy dựng đây rồi. Thế nên là mình phải làm clip này để hướng dẫn anh em cái mua một cái chuẩn nhất nhá. Cũng giống như chiếc Genmax mà lần trước mình làm ấy, Genmax thì nó bán số lượng cực kỳ là nhiều rồi, thế nên là nó có máy dựng hay máy thay lưng sớm lắm. Những chiếc máy này thì ít, gần đây mình mới gặp, thế là thành ra mình mới phải làm clip cho anh em. Thì giá những sản phẩm này vẫn thuộc dạng cao cấp trong những phân khúc máy cũ. Đó, vẫn là điều đáng mơ ước của rất là nhiều anh em. Bởi vì nó là sản phẩm đẳng cấp mà. Thời điểm hiện tại đầu tháng 9 của năm 2020, bên mình đang bán với mức giá là khoảng 20 triệu, hơn 20 triệu một chút. Còn cụ thể về sau là bao nhiêu ấy thì anh em xem đường link mình để dưới mô tả nhá. Đấy, website là mm.vn ấy, thì anh em sẽ cập nhật được giá chi tiết từ ngày một và đấy để cụ thể hơn. Chứ giá không phải là mình nói bây giờ mà sau này vẫn thế đâu nhá, bởi vì cái clip này có thể là vài năm sau anh em vẫn xem được mà vẫn báo giá 20 triệu thì chết dở đúng không? Đó. Thế nên là đơn giản là 20 triệu mà mua phải một chiếc máy dựng rồi, hay là một chiếc máy đơn giản chỉ là thay lắp lưng thôi cũng không thích đúng không em? Bởi vì là thay lắp lưng thì chúng ta với những chiếc máy này thì gần như bây giờ người ta không cần phải là tháo máy đâu, đó thì thay được. Thế nên là rất là nhiều anh em đã gặp phải rồi. Bên mình đã, thậm chí bên mình, người ta giao cho bên mình đã có những chiếc máy như thế rồi và mình trả lại cả lô luôn. Thế nên là mình vẫn phải, anh em vẫn phải xem clip này để làm sao mua cho một cách chuẩn nhất, sao mua được một cách yên tâm nhất anh em nhá. Thì cũng như mọi lần thôi, việc đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng xem về hình thức trước. Cái việc mà chúng ta mua những chiếc máy cao cấp hay là những chiếc máy iPhone kể cả có rẻ tiền đến mấy ấy, thì chúng ta cũng phải xem về hình thức, xem nó có ok hay không thì chúng ta mới lấy được đúng không? Đã bỏ ra 20 triệu tất nhiên nó phải đẹp long lanh rồi. Và tất nhiên những chiếc máy bên mình đang bán ra, máy line new sau này có 99% hết bảo hành hệ thống ấy, nó vẫn phải đẹp long lanh nhá. Vẫn phải đẹp long lanh. Và đầu tiên thì iPhone 11 Pro nó sẽ nhỏ xinh như này thôi. Nó sẽ bằng một chiếc iPhone XS, bằng một chiếc iPhone X, bởi vì là nó là nâng cấp cùng phân khúc với XS lúc ra mắt. Đó, cao nhất XS Max thì có 11 Pro Max mà mình đã từng làm clip vào đúng không? 11 Pro thì chỉ là XS thôi. Đó, thế nên là anh em nếu đã từng dùng XS rồi anh em sẽ thấy kích thước nó sẽ xem nhá. Đây là một chiếc XS này. Đó, mặt trước màn hình thì giống hệt nhau luôn, anh em có thể nhìn thế này. Đó, mặt trước thì gần như là giống nhau luôn, không phân biệt là mặt trước đâu, nhìn chỉ là đằng sau là chúng ta biết thôi. Đó, đây thì mặt cả viền. Cái áo viền nó cũng giống luôn nhá, anh em có thể nhìn thấy không? Đây mình lấy màu đen để cho anh em dễ hình dung nhất nhé. Đây, cả viền nó gần như là tương đồng luôn. Đó. Đó, đố anh em biết đâu là 11 và đâu là XS thôi, không nhìn mặt lưng nhá. Đó. Viền gần như tương đồng luôn. Thế nên là anh em nào đã từng xem clip XS của mình hay đã từng sử dụng XS ấy, anh em cứ cầm theo là so thôi, nó là giống. Và X11 Pro thì nó sẽ có những màu như này. Nó cũng giống như XS là nó sẽ có ba màu là màu xám, màu vàng và màu trắng. Ngoài ra thì có thêm một cái màu mà đời 2019 nó ra những chiếc iPhone ấy, là nó có thêm một cái màu xanh rêu như này đối với những bản cao cấp. Đó, thì thực sự là iPhone 11 Pro mình hết xanh rêu rồi, mình đã vừa bán hết rồi. Thế là mình không có cái hình dung để cho anh em cụ thể nhất, nhưng mà nó rất giống y xì cái màu của 11 Pro Max nhá. Đây anh em thể nhìn nhá, đây là một chiếc 11 Pro Max này, kích thước nó sẽ to hơn. Còn cái khu vực camera đều giống hệt nhau. Đó là cái ba cái màu của iPhone 11 Pro. Và chúng ta cần lưu ý nó chỉ có ba màu thôi. Thế nên là nếu khi anh em đi mua 11 Pro mà nó có thêm một cái màu, ví dụ như là cái màu hồng hoặc có thêm một cái màu đỏ thì chắc chắn là không phải đâu anh em nhé. Nó chỉ có 4 cái màu. Có thể là 4 cái màu là màu xám này, màu vàng này, màu trắng như thế này và màu xanh như này nhé, màu xanh rêu này. Hai cái màu nó sẽ hơi giống nhau, nhưng mà nếu để gần thì chúng ta sẽ nhận là nó khác nhau. Bởi vì cái này nó hơi ngả sang màu xanh rêu, còn cái này sẽ là màu xám. Đó. Và lưng của những chiếc 11 Pro nó rất là lưng màu sần như này. Đây thay vì bóng giống như trên chiếc XS hay X nhá. Đây là bóng này, rất bám vân tay, nhưng đây là sần. Và chúng ta sẽ cầm vào chúng ta sẽ không nhìn được vân tay đâu. Và logo Apple nó sẽ không còn nằm bên trên nữa mà nó sẽ nằm ở giữa như này, cũng giống như 11 Pro ấy. Nó sẽ nằm ở giữa nhá. Thế này. Đó, nó sẽ nằm ở giữa này. Đó là về cái ngoại hình bên ngoài để chúng ta có thể nhận biết chuẩn là 11 Pro đúng không? Đó. Việc tiếp theo là chúng ta sẽ soi đến cái lưng. Thì anh em lưu ý này, tất cả những sản phẩm bên mình bán ra hầu như là hàng Mỹ thôi. Hàng Mỹ thì lưng nó sẽ trơn như này này, nó không có một cái ký tự nào ở dưới đâu nhé. Nếu trường hợp anh em xem mà có in thông tin email rồi thông tin chữ iPhone, đây nó có chữ iPhone nhé. Đây này, như sản phẩm XS ngày trước nó có chữ iPhone đây. Thì những sản phẩm mới đời 2019 đổi đi nó sẽ không in đâu nhá, không in chữ iPhone đây, anh em nhìn thấy nhá. Đó, nó không in chữ iPhone ở đây. Và hàng Mỹ tuyệt nhiên sẽ không in bất cứ một cái gì cả.
nếu anh em gặp cái sản phẩm mà có in hình thùng rác ở dưới này ấy, thì đấy là sẽ là hàng của châu Âu và cũng như là hàng ở Việt Nam sẽ có. Nhưng còn nếu đã là Mỹ nhá, thì nó sẽ không in bất cứ một cái gì ở đây. Đó, đây là màu trắng này, mình đã bóc cái tem bảo hành của bên nhà cung cấp ra rồi. Thì anh em nhìn thấy nhá, nó không in một gì đây, mà nó rất là một mặt lì như này. Anh em lưu ý đây là mặt lì nhá, của Apple làm nó không phải dán này đâu nhá. Và anh em dùng tay em miết vào cái logo nhá. Đó, đó logo nó sẽ giữ tay anh em lại một chút. Đó, bởi vì logo là mặt ngắn nhưng nó lại bám tay, còn mặt này rất là liền này. Em vuốt thoải mái này, nhưng vuốt qua logo cảm thấy nó giữ tay lại một chút này. Đó, chứ nếu mà đều giống nhau nhá, đều giống nhau như cái sản phẩm XS này nhá, thì không phải chuẩn. Đấy, logo chuẩn nhá, logo chuẩn các bộ nó sẽ bám này. Đấy, anh em cảm tưởng này, nếu anh em có trên tay anh em sẽ rõ nhất này, vuốt nhanh này. Nhưng qua đây phát bị giữ lại, qua đây phát là cảm thấy nó giữ tay lại mình một chút này. Đấy là logo chuẩn của Apple trên những chiếc iPhone 11 Pro cũng như là 11 Pro Max nhá. Đó, anh em lưu ý mình là như vậy này. Lưng của Mỹ sẽ không in cái gì cả, còn lưng của những nước khác ví dụ châu Âu chẳng hạn chỉ duy nhất cái thùng rác ở dưới này thôi nhá, không có một chữ gì ví dụ chữ iPhone chẳng hạn. Đấy, và vuốt như này. Và tiếp nữa là đến cụm ba camera ở đây. Thì anh em lưu ý mình này, nó ngày xưa hàng fake ấy thì nó sẽ có cái lòng là nó sẽ là màu đen, nó sẽ là màu đen giống như chiếc này này, đen xì ấy. Đó là chúng ta cứ hiểu nhầm là bên ba camera này bên trong lòng nó sẽ là màu đen, nhưng không phải đâu nhá. Đó cũng giống như clip mà mình đã nói con 11 Pro Max ấy. Đấy, thì cái lòng bên này nó sẽ là cái mặt mica bên trên trong, và bên dưới nó sẽ cái màu giống tương đồng với là cả cái màu lưng này. Anh em cảm tưởng giống như để một cái miếng mica lên trên thôi, bóng bóng. Còn bên dưới nó vẫn là màu trắng, bên dưới nó vẫn là màu vàng, bên dưới nó vẫn là màu xám, và bên dưới nó vẫn là màu xanh nhá, chứ nó không phải màu đen đâu anh em nhá. Đấy, thì anh em cùng nhìn tiếp là cái mic phụ rất là to ở đây. Nó sẽ có một cái mic phụ rất là to ở đây này. Đó, anh em nhìn thấy không? Màng loa của chiếc màu vàng nó sẽ màu hơi nâu nâu vàng nhá. Màng loa của chiếc màu xám nó sẽ là màu đen. Không phải màng loa, mình nhầm, màng chắn bụi của cái mic ấy. Màng chắn bụi hút mic ấy, đây sẽ màu đen này, màu hơi ngả vàng này, nó vẫn xám rất đậm nhưng nó sẽ hơi màu vàng. Màng chắn mic của cái chiếc màu trắng nó sẽ là màu bạc nhá. Đây nó phải đúng màu như mình nói nhá. Chiếc màu xanh cũng tương tự như vậy, nó sẽ là màu xanh, hơi xanh xanh, hơi xanh xanh. Đó, anh em lưu ý mình như vậy, chứ không phải là cái này nó màu bạc, cái này cũng là bạc, cái này cũng là màu đen đâu nhá. Nó phải chuẩn cái màu như vậy. Và cái màng rất là to, anh em nhìn này, rất là đều đây, nó không có một vết lõm nào cả. Nó sẽ không có một vết lõm nào cả nhá. Anh em thấy cái vết lõm chứng tỏ là người ta đã chọc vào rồi đấy. Nó sẽ phải đều, không vết lõm nào cả, nó sẽ lồi lên một chút này. Đó, phía trên này nó sẽ là đèn flash. Và đèn flash nó sẽ là màu da cam, một khối, hai chia là hai khối như này, và đều là màu da cam, chứ không phải là một trên màu vàng, một dưới màu da cam đâu nhá. Đó, anh em nhìn kỹ này. Đó, đi đâu, đó, và rất là to nhé, rất là to, ở đây, đó, đây này, đó, cụm ba mắt camera, nó sẽ khác nhau nhá, xoay thật kỹ nó sẽ khác nhau nhá. Thứ nhất này, cái trên cùng này, nó sẽ có một cái viền bên ngoài dày, bên trong nó sẽ có một cái lõm xuống, gọi là thấu kính bên trong. Cái này ấy thì sẽ nhìn rõ cái thấu kính viền bên ngoài dùng mắt thường, còn cái này ấy, thì sẽ khó nhìn hơn một chút. Còn cái này ấy, thì cái viền bên ngoài rất là mỏng, cái lõi bên trong rất là to. Đó, ba cái nó khác nhau nhá, ba cái hoàn toàn khác nhau. Và anh em lúc này anh em xoay kỹ xem có bị bụi hay không, bởi vì đây là những sản phẩm hoàn toàn mới ra mắt rất gần thôi mà bị bụi bên trong ấy là chết dở nhá, bị bụi bên trong đã bị tháo rồi. Đấy, xoay thật kỹ xem bị bụi bên trong không, chắc chắn là phải không có bụi nhá. Đó, nó phải xoay vào cái này. Đó, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tay viết đây, chúng ta dùng tay miết đây nhá. Miết đây nó đều tay, nhắm mắt và cảm tưởng như là một khối ấy, thì mới chuẩn nha, chứ còn dán lại thì nó sẽ gập ghềnh, nó sẽ không đều. Đó, miết đây nha, rất đều, ok. Con nào như con nào thôi, nếu có hai con xem cùng một lúc thì càng tốt. Đó, miết đây nha, rất đều nha. Đó, nhân tiện những con màu xám hay màu xám hay màu xanh ấy sẽ khó soi hơn, nhưng những con màu trắng và vàng dễ cực, dễ soi lắm. Nhìn thật kỹ cái mép này xem nó có bị keo không, nó có bị cái vết keo nào không, nhìn thật kỹ nha, xem có bị vết keo nào không. Tất nhiên là vuốt đều nhưng vẫn phải có vết keo, không có vết keo. Chứ vuốt đều đều này mà vẫn có vết keo thì người ta vẫn là dán lại. Nhìn thật kỹ nha, xem có vết nào bị như kiểu bị cạy không. Đó, nhìn thật kỹ vào, xoay thật kỹ vào. Đó, tiếp nữa là cùng nhìn ngang này, bấm này, xem có bị bọt bùng hay không, bởi vì những sản phẩm này gia công rất là chắc, không thể bọt bùng đâu nha. Bấm này, bấm này, đó, xem có bị bọt bùng hay không. Đó, nó bị bọt bùng thôi bỏ nha, không lấy nữa. Đó, đó là về mặt đường sau. Bây giờ xem bên viền.
viền của những chiếc XS mình nói rồi, nó sẽ giống viền của những chiếc viền những chiếc Motorola mình nói rồi, nó giống viền của XS nha. Đó, cùng xem những khu vực này, một cái này, hai cái này, ba cái này, bốn cái này, năm cái này, sáu cái này, sáu cái giải nhựa ở đây cũng như ở cái màu khác cũng vậy thôi. Đấy, nó sẽ có màu như này nhé. Con này nó sẽ là màu trắng này, con này nó sẽ là màu nâu nâu này, con này sẽ là màu xám, con này sẽ màu hơi xanh xanh này. Thì chắc chắn một điều là sáu cái đấy là màu giống hệt nhau, không phải là một cái màu này một cái màu kia. Đó, nó sẽ giống hệt nhau và chúng ta sẽ nhắm mắt vào chúng ta vuốt đây, không cảm thấy cái độ dơ, bọn sẽ là một khối luôn. Đó, nhìn kỹ nhé, nếu dưới khe này cảm tưởng như nó tách tách một tí có thể nhét được cái da lam ấy, thì chắc chắn một điều đó không phải là xịn đâu, nó phải liền rất là khít luôn này, rất là khít nha. Đó, rất là khít nha. Đấy là cái viền ấy, và những cái màu của cái này, màu của cái này nó sẽ trùng với cái màu của cái viền của cái này, viền của chiếc sạc này. Đây, màu dính là nó sẽ trùng. Đó, anh em đi nhé, viền nó sẽ trùng này. Đó, con này như vậy này, viền nó sẽ trùng này. Đó, anh em lưu ý nhé, chuẩn phải như thế nhá. Tiếp nữa chúng ta sẽ cùng nhìn đấy đến khu vực mà cái màng của cái loa cũng như màng của cái mic thoại của cái chiếc máy ở đây. Anh em lưu ý nó sẽ có cái màu nhá, nó giống, rất giống với cái màu của cái này, nó giống với màu của cái màng chắn mic này. À, cái màu xanh cũng tương tự như vậy, nó sẽ là màu bạc này, nó sẽ là màu vàng đậm đậm, gọi là màu nâu đi, nó sẽ là màu xám và nó sẽ là màu xanh nhá. Ba giờ cũng vậy, chắc chắn bao giờ cũng vậy, là cái viền của cái này giống cái viền của cái này, à cái màng của cái này giống cái này, rất giống luôn, cùng lắm hơi ngả một tí màu, một cái sạm sậm hơn, một cái sáng hơn thôi, nhưng nó sẽ có màu, không phải là dưới này màu bạc mà dưới này là sẽ màu đen và màu xanh đâu nhá. Dưới này màu bạc, máy màu bạc mà dưới này là màu xanh, bên này là màu ấy thì không phải, chắc chắn là bị thay rồi. Đó là điều chắc chắn ở cái viền. Và xem lại lần nữa ở cái nút này, đèn số rất là chắc, nó sẽ rất là chắc nha, nó không long lay đâu nhá, bấm rất đều nhau này, rất là chắc này. Đây, các nút gạt này cũng vậy này, rất là chắc chắn luôn, không long lay đâu nhá. Đó, anh lưu ý mình như vậy nha, bên này nhá, con nào cũng như con nào thôi, rất là chắc nha. Đó, nút gạt này, đó, rất là chắc luôn. Đó, anh lưu ý mình như vậy. Đó là cái phần về viền và lưng. Và bây giờ sẽ đến màn hình. Đấy nhá, chắc chắn một điều, cái viền khu vực này, cái viền khu vực này, cái viền dưới này, nó phải đều với nhau, nó sẽ rất là đều, cầm hai con trên tay đều như không, chứ không phải là con này dày hơn, con này mỏng hơn đâu nhá. Anh em lưu ý mình như vậy, bởi vì hiện tại bây giờ màn OLED, màn lô đầy rồi, nhiều cái màn lô nó rất, viền nó rất là dày, thế nên anh em bỏ nhà bán hàng người ta cho xem hai con ấy, mà một con viền dày, một con viền mỏng, chắc chắn là một con là màn lô, một con màn xịn. Thế nên người ta đã có màn lô, màn xịn, chứng tỏ cái máy trong kho người ta không ngon rồi. Thế nên anh em cứ lựa mà lấy nhá, mà không lấy được thì tốt, bởi vì là người ta đã không trung thực cho mình ngay từ đầu rồi, đúng không? Thế anh em lưu ý là cái viền này này, cái viền này, đó, cái viền màn hình này nó phải đều con nào cũng như con nào. Đó, xem viền này, ba con nào cũng như nào. Và ba cái viền này nó phải đều với nhau, chứ không phải là cái viền này dày hơn cái viền này và cái viền này dày hơn hai cái viền này đâu nhá. Nó phải rất là đều nhau. Và anh em lưu ý một điều này, iPhone 11 Pro à, màn hình tai thỏ y như iPhone X và XS. Đó, y xì thôi. Đây, chứ không phải là màn hình giọt nước giống như ở máy Android đâu nhá. Nó sẽ y xì nhá. Đấy, nhìn nhau. Đó, và cái màn nó sẽ không in bất cứ một ký tự nào trên này cả. Thế nên lúc anh em xoay cái màn cho mình, xoay thật kỹ vào xem nó có bị in hay cái nó bị một cái điểm nào nó khác biệt ở dưới này không. Trên màn nó rất là đều, nó không bị một điểm đen nào cả. Anh em lưu ý mình như vậy. Và anh em dùng tay anh viết này cho mình, miết này cho mình nhá. Miết rất là đều này, nó rất là đều, nó sẽ không bị dơ lên đâu, không bị có điểm nào dơ lên. Cảm tưởng như miết đằng sau rồi nhá. Đó, miết hết cái việc này cho mình. Đó, dùng tay bấm nhá, các mép này, xem có bập bùng hay không. Đó, xem có bị bập bùng hay không. Ở đây là mình sẽ hướng dẫn anh em cách xem qua hình thức và không cần phải tháo ra bên trong. Còn tất nhiên rồi, để mà xem chuẩn nhất vẫn tháo ra bên trong. Khi tháo bên trong lắp lại thì chắc chắn là sẽ bị bùng. Nhưng nếu mà chắc, rất là chắc, thực ra 11 Pro bây giờ chưa bị tháo đâu, gần như là còn nguyên bản, thế là anh em không nên tháo đâu nhé. Cứ chắc là anh chọn thôi. Còn bảo hành hệ thống, bởi vì lỗi gì thì gửi đi bảo hành trên Apple vẫn bảo hành được mà. Đó, anh em lưu ý này, bấm rất là chắc nha. XS thì có thể là anh em bỏ qua vấn đề này, tháo bên trong xem được, nhưng 11 Pro thì không cần. Đó, rất là chắc này, viền miết rất đều này, là ok. Đó là xem qua về hình thức, về phần cứng, về bên ngoài là ok. Còn tất cả vào bên trong chúng ta sẽ khởi động lên và chúng ta kiểm tra. Tất nhiên rồi, cái việc mà chúng ta kiểm tra là
là xem là nó có bị lock hay là xem màn hình camera các thứ có bị làm sao hay không ấy. Tất nhiên chúng ta sẽ biết đúng không, bật camera xem wifi dùng được, lắp sim dùng được thì ok, nhưng bây giờ mình xem để anh em biết được chuẩn hay không thì anh em theo mình. Có những cái chức năng nhỏ nhỏ kia thì mình sẽ không nói nữa, sợ tốn thời gian anh em nhé. Thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ vào xem bên trong như này. Đây, ở đây nó sẽ có một cái phần là phần modem number này, hay là phần kiểu máy. Chúng ta sẽ nhìn đây là LL là Mỹ rồi đúng không? Chúng ta sẽ ấn vào đây này, nó sẽ là A2160. Đó, anh em lưu ý là A2160 nhá. Chỗ này sẽ là ngày tháng bảo hành, còn bảo hành ngày 6/4/2021 này, rất là dài luôn đúng không? Đấy, cái này thì chúng ta phải dùng máy nó mới lên, chúng ta vừa format nó không lên đâu, phải dùng máy mất một buổi ấy, thì nó sẽ lên được cái này. Thế nên anh em lưu ý nhá, là cái này nó chỉ mang tính tham khảo thôi. Những cái máy mà vừa format xong nó sẽ không hiện nữa nha, nhưng chúng ta quan tâm cái này này. A2160 nhá. Đây, bây giờ chúng ta cháu cái khai sim ra. Đó, chúng ta sẽ nhìn dưới này. Nó sẽ nằm ở chỗ này này. Ở trên camera, mình dùng camera mình quay lại anh em khó nhìn lắm, nhưng mà anh em tưởng tượng là nó sẽ nằm ở khu vực dưới này nhá. Nó sẽ nằm bên trong này. Cũng đúng là A2160. Đó, anh em lưu ý là cái chỗ dưới này nó cũng đúng in A2160 nhá. Nếu cái này A2160 và cái này nó không trùng nhau ấy, cái dưới cái này này nó không trùng nhau ấy, thì chắc chắn một điều ấy, nó là máy bị thay viền. Chắc chắn anh em luôn là nó bị là máy bị thay viền nha. Anh em lưu ý mình nó nằm dưới này này. Đây lấy con màu đen anh em hình dễ hình. Đấy, anh em nhìn thấy chỗ châm châm trắng không? Đó, anh em nhìn thấy chữ không? Đấy, con này nó là A2160 này. Thường thường Mỹ là 2160, một số nước khác nó sẽ là khác nên không quan trọng. Quan trọng là nó có và nó phải trùng. Chứ còn nếu không có, thứ nhất là trên này nó sẽ có modem là có này, và dưới này không có là xương lô. Xương lô nó sẽ không có. Còn nếu mà trên này có và dưới này có nhưng không trùng nhau thì là vỏ xịn của máy khác được bóc sang lắp vào máy này là dựng ấy. Đó, anh lưu ý nhá, phải có nhá, là A2160 ở dưới này trùng là A2160 nhá. Đó, còn cái email thì nó sẽ in ở trên này. Nhưng cái trên này ấy, bởi vì là nhiều trường hợp là người ta lắp nhầm, nó không trùng. Thực ra là cái này trên này nó không quan trọng. Cái này nó không quan trọng đâu, trùng được cái tốt mà không trùng được thì thôi. Nhưng cái quan trọng nó nằm ở đây, nó phải trùng. Đó, anh em lưu ý mình như vậy nhá. Đó. Còn tiếp nữa thì kiểm tra là có được bán ở trên hệ thống hay không, là chúng ta sẽ vào cái lại cái đặt này, chúng ta sẽ kiểm tra là copy cái serial number này và chúng ta vào cái trang chủ của Apple nhá. Lưu ý mà anh em một lần nữa ấy, là chỉ check ở trang chủ của Apple thôi. Đó, chúng ta cứ ghi là check iPhone đi. Đây. Chỉ check ở trên trang chủ của Apple thôi nhá. Những cái trang ví dụ như là emailpro.info này, hay email24.info này, hay là email.info này, những trang này không bao giờ được check nhá. Bởi vì check nó sẽ bị lộ email ra ngoài, và nếu mà cái email đó mà anh em lại không dùng iCloud ấy thì nó sẽ bán cho những người ta nạp vào những chiếc máy dựng, để nếu mà những người dùng những chiếc máy dựng đấy mà nạp iCloud người ta vào thì chiếc máy anh em sẽ bị dính iCloud. Đó, anh em lưu ý nhé, những cái trang này nó không chính xác đâu và nó báo thông tin gần như không chính xác đâu. Nên cái trang này Apple người ta không kiểm chứng, tất cả những trang uy tín người ta đã bỏ không nên check ở những cái trang như thế này, bởi vì nó không chính xác mà chúng ta chỉ check ở trên Apple nhá. Đó, trên Apple nó có logo Apple này, nó ghi là check đấy của Apple đấy. Chúng ta sẽ góp cái series hoặc cái email vào đây. Đây, bên đây nha, chúng ta sẽ đánh cái captcha vào. Đó, nó rất đơn giản thôi. Đây, mình đánh nhầm captcha rồi. Đó, ấn lại nhá. Đám này, G này, I này, A9 này. Đây. Rồi, chờ một chút, mạng hơi chậm. Nó sẽ load ra được thông tin. Đó. Đấy, anh em nhìn nào, nó sẽ load được thông tin này. Có một ngày mua hợp lệ được chưa? Nó cũng là ngày mua hợp lệ này. Hỗ trợ bảo hành bằng telephone, mình không hiểu là cái gì, đã hết rồi. Còn đây là hỗ trợ bảo hành sửa chữa, hỗ trợ bảo hành đổi mới đến mùng 6/4/2021, được chưa? Đó. Cái này nó không quan trọng bởi vì nhiều máy hết bảo hành sẽ không hiện, nó hiện chấm than. Nhưng quan trọng nhất là nó có cái bảo hành ngày bán hợp lệ này, nó sẽ bảo tích xanh như này. Có những máy nó sẽ tích xanh và có ngày bán không hợp lệ ấy, thì thực ra cũng không sao cả, bởi vì những chiếc máy đấy anh em có thể đăng nhập Apple ID vào và anh em xác minh được một cái khung giờ ngày bán thì nó sẽ hiển thị được. Đó, nhưng nó phải có cái tích xanh này, còn nếu nó báo ra mà nó không ra được 11 Pro, nó báo đỏ lòm ấy, nó báo email không tồn tại thì những chiếc máy đó anh em không nên mua đâu nhá, bởi vì những chiếc máy đã bị Apple bỏ quản lý trên hệ thống rồi. Thế cho nên anh em không nên mua. Đó, còn chi tiết và check còn bảo hành những cái máy hết bảo hành như nào thì anh em xem lại những clip mình đã hướng dẫn ấy, nó sẽ có. Đó là cái check ở trên hệ thống là như này. Việc tiếp nữa là chúng ta sẽ cùng xem lại cái cài đặt, vào phần lại cài đặt, vào lại cái phần mà display hay là màn hình và độ sáng ấy. Chúng ta ấn vào đây, chúng ta nhìn nhé, chỗ này nó còn chu tông này, nó còn chu tông thì nó là màn hình còn ok, còn mất chu tông chắc chắn là thay màn hình rồi. Cả cái thay xịn hay không ấy mà người ta không fix lại chu tông thì sẽ không còn, nó còn chu tông là ok nhá. Đó, tắt chu tông thì nó trắng này, bật chu tông nó hơi vàng này, đó mới chuẩn nhá, tắt chu tông hơi trắng này.
từ máy iPhone 8 mà lớn cho nên chắc chắn nó phải còn chú tông mới là màn hình xịn. Còn không còn chú tông chắc chắn là màn hình thay. Còn còn chú tông thì khẳng định 80% nhé, bởi vì bây giờ nó fix chú tông rồi, có những thiết bị fix chú tông rồi. Đó, nó phải còn chú tông, đều chắc chắn là như vậy. Đó nha, chỉ đơn giản như vậy thôi là chúng ta có thể xác minh được là chúng ta có mua được máy chuẩn hay không. Mình không khẳng định là cách của mình sẽ cho anh em một cách 100% nó chuẩn, bởi vì có những người dựng rất là tinh vi. Có người những người dựng mà anh em không thể phân biệt được, không thể phát hiện được, rất là tinh vi. Có những người thay màn rồi vẫn làm được chú tông. Có những người thay màn rồi sửa chữa bên trong rồi vẫn làm được công suất là chuyện bình thường. Thế nên cái cách của mình để cho anh em tham khảo và khẳng định anh em là có thể 80% anh em sẽ mua được máy tốt. Đó nếu anh em tin. Còn nếu anh em để chuẩn nhất thì anh em đặt bên mình, bên mình có ship online. Thì chắc chắn một điều là bên mình đã làm clip này, bên mình sẽ không bán máy vớ vẩn đâu nha. Phải bán máy chuẩn bên mình mới bán. Và bên mình có chế độ bảo hành là 1-1. Có nghĩa là như nào có lỗi mình sẽ đổi cho anh em con khác và sẽ không phải thay thế sửa chữa gì cả. Sẽ đổi cho anh em con khác. Và anh em có hỏi là những con mà bị hỏng sẽ làm như nào? Tất nhiên rồi, mình vẫn phải sửa chữa và mình sẽ không bán cho anh em đâu. Và những chiếc máy này mình sẽ bán buôn thì cho những người khác. Thợ người ta xem ưng, mà tại mình nó rõ là sửa cái này, thợ có lấy không? Và thợ nó ưng thì nó mới lấy. Còn nó không ưng, mình sẽ lấy linh kiện đấy để sửa chữa dịch vụ. Đó, mình nói thật với anh em là như vậy. Đó, thế nên anh em xem clip này của mình tin tưởng em cứ đặt hàng cho mình theo cái số điện thoại là 02565262789 hoặc là website mình để dưới phần mô tả nha. Anh em vào đấy và anh em chat nhân viên bên mình. Facebook mình là msm.vn điện thoại siêu rẻ. Còn YouTube thì anh em biết rồi đúng không? Cuối cùng bên dưới mình sẽ tư vấn nha. Đó, tin tưởng thì đặt hàng bên mình, mình sẽ ship online toàn quốc cho anh em nhận hàng, anh em phải thanh toán. Lỗi thì mình đổi cho con khác, anh em không ưng mình cũng đổi. Đó, tiền ship tiền đi tiền về mình sẽ chịu hết. Anh em thấy hữu ích thì em cho mình một like để ủng hộ mình và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhá. Nhớ support like YouTube mình sẽ đưa rất là nhiều clip hướng dẫn anh em có chọn mua cho anh em để anh em yên tâm. Ok nhá, cảm ơn anh em xem clip, chào tạm biệt anh em, bye bye.